chào anh chị, hôm nay Viễn Đông sẽ giới thiệu anh chị mẫu máy rửa bát siêu âm mới. Thì ngay bên cạnh em đây là mẫu máy rửa bát siêu âm 2 buồng. Thì hôm nay chúng ta sẽ test thử khả năng vận hành của mẫu máy này nhé. Máy rửa bát sóng siêu âm 2 buồng sẽ có một chậu ngâm và một chậu rửa. Đầu tiên chúng ta xả nước vào hai chậu với mực nước tùy theo lượng bát đĩa cho vào. Máy sẽ có một ống dẫn nước hay vò xả bên trên để xả nước vào bồn. Bên chậu ngâm bát sẽ có một công tắc ra nhiệt và núm bật điều chỉnh nhiệt độ. Chúng ta sẽ xét nhiệt độ theo nhu cầu từ 10 đến 100 độ, sau đó bật công tắc ra nhiệt và cho bát đỗ bẩn vào ngâm. Anh chị cũng có thể cho dầu rửa bát và các hóa chất làm sạch vào ngâm cùng. Sau khi ngâm bát khoảng từ 15 đến 20 phút, chúng ta sẽ tắt công nghiệp tắc ra nhiệt và chuyển bát sang chậu rửa. Bằng điều khiển phần chậu rửa sẽ có một công tắc ra nhiệt, hai núm điều vặn điều chỉnh thời gian và nhiệt độ, một núm vặn thời gian sóng siêu âm và công tắc sóng siêu âm. Đầu tiên, chúng ta sẽ xét nhiệt độ nước theo nhu cầu và bật công tắc ra nhiệt lên. Sau đó xét thời gian sóng siêu âm và bật công tắc sóng siêu âm lên để bát từ 50 đến 1 tiếng. Khi bật công tắc sóng siêu âm, chúng ta sẽ thấy các sóng siêu âm từ dưới đáy độ chậu nổi lên. Rửa bát xong, hai chậu đều có hai van xả và chúng ta sẽ xả hết nước ở hai bồn và lấy bát sạch ra ngoài.